Hello, vui chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ mình tại vì mấy ngày hôm nay mình không quay được video nhiều. Hôm nay mình sẽ đi ra ruộng để gặt lúa nhá, mang lúa đi về nhá. Lúa thì ở ngoài kia máy gặt nó gặt đấy nhá. Bây giờ mọi người đi theo chân của Vũ nhá. Đây là chiếc xe máy mình chuẩn bị đi ra ruộng nhá mọi người nhá. Đây mình mang mình trồng cả bản lai để mình mang đi, tí nữa mình chở lúa về nha mọi người. Được mấy bạt đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đây. Đây là cánh đồng lúa nhá mọi người nhá. Lúa thì mình ở khu vực mình thì gặt bằng máy gặt nhá. Bây giờ thì đã gặt xong và chuẩn bị để mang về nha mọi người nha. Đây máy gặt bây giờ đang xuống ruộng gặt những cái đám khác này. Khu cánh đồng này thì nó ở dưới chân núi đá nhá, bên cạnh là núi đá. Máy bé, máy to thì có mà cả cái cánh đồng này nó làm một buổi sáng hết rồi. 200 à? 162, 186. 180 một xào đúng không? Thế đúng rồi. Mình vừa chở được mấy bao lúa về nha. Ở đây thì ở đây đang đợi máy gặt, nó gặt tiếp vào máy đá bên này nhá. Mấy hôm nay trời rất là nắng nhá.
nắng nóng cho nên là ra cánh đồng cũng rất là oi bức khó chịu. Bây giờ thì mình đang đợi máy nó gặt xong mang lúa ra ngoài, chỉ việc mình trở về thôi nhá. Không giống như ngày xưa phải gánh bộ cho nên là đợi vò nó lâu, bây giờ có máy gặt cũng tiện đi mọi người ạ. Đi vào trong kìa. Lúa thì đã mang về nhá. Đây. Sáng nay mình mang về, chiều nay mình đưa ra sân để phơi này. Nhưng bây giờ thì buổi xế chiều rồi cho nên là nó cũng nắng nó cũng gần hết rồi nhá. Cháy lốp đây. Đó. Đen hết lốp rồi. Một buổi đi thu hoạch lúa được có một ít này, phơi thủng trên lốp sân nha. Này. Chả được bao nhiêu mọi người ạ. Ở quê của Vũ thì vào mùa này là mùa gặt nhá. Nên là nhà nào cũng là gặt lúa, mà nhà mình thì cấy cũng chả được bao nhiêu. Tổng cộng là cấy được hơn hai sào lúa nhá. Đây. Lúa này thì cũng chỉ đổ đủ để ăn thôi mọi người ạ. Đủ ăn mùa vụ thôi. Nói chung là không phải đi đong. Đấy. Không phải đi đong ăn. Nhà nuôi thêm mấy em chó này nữa thì ăn tốn phết nha mọi người nha. Đây, hai em chó cái này. Con chó khoang và con chó đen nhá. Ăn cũng tốn, cũng ngang với hai người ăn đấy mọi người ạ. Đi vào trong kìa. Cháy lốp đây. Đen hết lốp rồi. Thủng lốp ấy nha.